Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Playzone TV. Tiếp nối video trước, trong video này mình sẽ nói về hai chú chuột còn lại trong họ Rival mới ra mắt của SteelSeries. Đó là Rival 100 và phiên bản đặc biệt dành cho các phòng net Rival 100 PC Bank Edition. Trước hết thì mình sẽ nói đến Rival 100 đã. Nếu như Rival 300 chỉ là một bản nâng cấp của Rival, thì Rival 100 này là dòng sản phẩm hoàn toàn mới của SteelSeries. Hộp của nó vẫn mang phong cách thiết kế như trên Rival 300, đơn giản, gọn gàng. Bên trong có một chú chuột. Một túi được gấp bằng bìa cứng, bên trong có tờ hướng dẫn sử dụng. Và đó là toàn bộ những gì đã có trong hộp. Cá nhân mình đánh giá cách đóng hộp này khá cao, tuy không có cửa sổ để xem chiếc sản phẩm, nhưng bên trong hộp được làm rất gọn gàng, đẹp và hiện đại. Ngay sau đây thì hãy cùng đi vào phần đánh giá chi tiết chú chuột chơi game Rival 100 này. Với thiết kế đối xứng và kích cỡ tương đối nhỏ, thân chuột ngắn hơn và chiều cao thì cũng thấp hơn nếu so với Rival 300. Nhìn qua thì có thể thấy nó như là con lai của hai chuột chơi game Rival và Kinzu V3. Nếu như Rival 300 dành cho những người thuận tay phải và có bàn tay to, thì chú chuột này dành cho những người có kích cỡ bàn tay nhỏ và thuận cả tay trái hoặc tay phải. Chất liệu được làm chuột cũng giống như Rival 300, sờ vào rất sướng và mịn nhưng cho độ bám tay khá tốt. Chuột trái và chuột phải sử dụng switch do chính SteelSeries thiết kế với tuổi thọ lên tới 30 triệu lần nhấn. Ở giữa là cuộn chuột có đèn LED 16 triệu màu và ngay bên dưới là nút chỉnh DPI. Phần lưng chuột có logo của SteelSeries cũng có thể thay đổi được 16 triệu màu. Khác với Rival 300 thì ở đây không có phần cao su ghi tên chuột nữa. Ở cạnh bên trái là nút forward và nút back, đều làm có kích cỡ nhỏ và dài. Mặc dù vậy, mình vẫn có thể bấm nó dễ dàng mà không bị gượng tay. Ngay bên dưới là lớp chống trượt, chất liệu của lớp này không còn bằng cao su nữa mà bằng nhựa. Loại nhựa này có vẻ giống với nhựa Razer đã sử dụng trên phần chống trượt của Razer Deadrider 2000 DPI mới ra mắt. Nó khá cứng nhưng cho độ bám tay tốt và ít phải lo về việc bị mòn sau thời gian dài sử dụng. Mặc dù có thiết kế đối xứng, nhưng bên hông phải của chuột lại không có các nút phụ mà chỉ có một phần chống trượt được làm bằng chất liệu tương tự. Đó là toàn bộ về thiết kế bên ngoài SteelSeries Rival 100. Vậy thì hiệu năng thì sao? Chú chuột này đem lại một hiệu năng đáng lưu tâm trong tầm giá với mức DPI là 4000. Với những cầu sử dụng thông thường của mình thì nó là hơi bị thừa. Mình có sử dụng chú chuột này để chơi thử một trận Liên Minh Huyền Thoại ở mức DPI là 1000. Các thao tác di chuột, sử dụng skin định hướng cũng rất chính xác với thao tác tay. Ở game bắn súng thì độ nảy của chú Rival 100 này có vẻ ít hơn một chút so với Rival 300, cho nên khi click chuột liên tục thì hơi bị mỏi tay. Tuy vậy, nó vẫn có thể hoàn toàn phục vụ tốt cho game FPS nếu bạn không yêu cầu quá cao. Hệ thống đèn LED của Rival 100 này không bằng Rival 300 vì nó không có hai vùng sáng riêng biệt, mà đó là cả cuộn chuột và logo chỉ sáng cùng nhau một màu hoặc một kiểu sáng. Cũng giống như Rival 300, nó có 3 kiểu sáng: Steady, Bright và Color Shift. Ánh sáng của đèn khá tốt và sắc nét. Tất cả có thể điều khiển dễ dàng thông qua phần mềm SteelSeries Engine 3. Tương tự thì chú chuột này cũng được hỗ trợ tính năng Game Sense mà mình đã nói trong video review Rival 300. Các bạn có thể xem link ở trên góc của video này. Đó là toàn bộ về chú chuột SteelSeries Rival 100. Còn chú chuột giá rẻ Rival 100 PC Bang Edition thì sao? Bang ở đây không phải là Gang Bang hay là nhóm nhạc Hàn Quốc Big Bang. Bang bang bang. Mà PC Bang ở đây là tên gọi của các phòng net ở Hàn Quốc. Vì vậy, dễ dàng hiểu đây là phiên bản dành riêng cho những phòng game. Nó giống như Kinzu iCafe đã từng sản xuất. Đơn giản thế này, phiên bản đặc biệt này có kết cấu và thông số kỹ thuật giống hệt với Rival 100 ở trên. Chỉ khác 3 điểm. Thứ nhất, đó là đóng hộp được tiết kiệm tối đa, chất liệu giống các thùng mì tôm. Mặc dù vậy, trông nó khá hay và độc đáo. Thứ hai, đó là chất liệu vỏ chuột, không mịn mà như Rival 100 nữa mà nó làm hơi nhám, không cao cấp bằng nhưng vẫn cho độ bám tay tốt và đỡ bám vân tay hơn. Cuối cùng, đó là cắt bỏ hoàn toàn hệ thống đèn LED 16 triệu màu. Logo chỉ còn được sơn và cuộn chuột được gắn một vòng nhựa màu da cam. Những cải lùi này đem lại một mức giá không thể tốt hơn cho một chú chuột chơi game đến từ một nhà sản xuất lớn. 550.000 đồng, rẻ hơn gần một nửa so với phiên bản Rival 100. Rõ ràng, nó dành cho những game thủ không dư giả về tài chính và những phòng net cần mua số lượng lớn. Có thể nói, trong 3 phiên bản chuột Rival mới ra mắt, thì mình cho rằng phiên bản Rival 100 PC Bang Edition này chính là ngôi sao với mức giá và hiệu năng cực tốt. Chốt lại, với những người bàn tay nhỏ hay thuận tay trái và không yêu cầu mức DPI quá cao, hay là người thường xuyên chơi các game MOBA, thì nên chọn Rival 100. Nếu bạn là chủ phòng net hay một game thủ không quá quan trọng về đèn LED trong chuột chơi game, thì nên chọn Rival 100 PC Bang Edition với giá cực kỳ hấp dẫn.
Hãy truy cập ngay website playzone.vn để biết thêm thông tin chi tiết cũng như cách thức đặt mua sản phẩm. Video của mình đây là kết thúc. Chào thân ái và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.